mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc dâng Chúa ơi, con tuy một hè vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Những nỗi buồn vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai tàn năm trong qua, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đan bên yêu thế chân thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn người. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con. Chúa ơi, dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hoa tâm hồn con.
cháu trong nội đồng nghẹn ngào thân thiết ông và đặt lễ dân hương hoa kính viếng trước thân chồng kính mời.
kính viếng linh hồn Phêrô ông Nguyễn Bá Vân, kính thưa gia đình Tam Quyến. Hôm nay anh em chú cháu là bạn của Hải nhận được tin ông 250 Thiên Chúa cất ra khỏi thế gian về đời sau. Vậy anh em chú cháu đến đây trước hết là xin phép gia đình Tam Quyến được đặt vòng hoa tươi, thắp nén hương thơm để kính viếng linh hồn ông. Sau đó là chia buồn sự mất mát thật to lớn này đối với bạn Hải nói riêng và gia đình Tam Quyến nói chung. Vậy trong giờ phút sinh ly từ biệt này, anh em chúng cháu không biết nói gì hơn. Xin phép gia đình Tam Quyến được dành một phút vĩnh biệt ông. Phút vĩnh biệt bắt đầu. Được tin ông Phêrô
250 Chúa cất ra khỏi thế gian về đời sau. Ông Phêrô là người thân yêu của gia đình, mất đi là một sự đau đớn tổn thất cho gia đình và cũng là niềm tiếc thương đối với bà con anh em và nhất là các gia đình thông gia chúng tôi. Nhận được tin, đoàn đại biểu của gia đình ông bà ông Tư là chúng tôi là những người em, người con, người cháu của gia đình ông bà ông Tư về bên kinh chú ông đặt vòng hoa tươi, thắp nén hương thơm, đốt cây nến sáng, kính viếng hương hồn ông và chia buồn cùng với bà Vân và toàn thể gia đình các quyến. Mong gia đình hãy nén đau thương để cùng với các cụ, công, các bà trong họ mạc, trong làng xóm quê hương tiến hành tang lễ và thiết thưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng được quản sự tốt đẹp. Để vinh biệt ông, tôi đề nghị đoàn dành một phút tưởng niệm ông. Phút tưởng niệm bắt đầu. Và chia sẻ một phần nỗi đau buồn mất mát của cụ bà và gia đình các quyến. Trước giờ phút suy nghĩ tưởng niệm này không biết nói gì hơn, và chúng tôi xin dành một phút để vĩnh biệt cụ. Phút vĩnh biệt bắt đầu.
trước hết là để kính viếng linh hồn ông, sau nữa là chia buồn cùng trang quyến. Trước giờ phút sinh ly từ biệt này, chị em chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết dâng lời cầu nguyện, cầu xin Chúa đón rước ông về nơi vĩnh phúc. Để thực hiện lời cầu nguyện này, chúng tôi xin tất cả mọi người có mặt nơi đây hiệp cùng chị em chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông. Thank you.
đặt vòng hoa tươi tưởng nhớ đến những các cụ cũng như là trên buổi và chúng ta thì trước khi chuyển đổi con xin một phút mang niệm bắt đầu. Kính thưa hương hồn ông Nguyễn Bá Vân, kính thưa gia đình Toan Quyến, nhận được tin báo buồn ông Đinh Nguyễn Bá Vân 250 về quy ẩn tổ tiên, đoàn đại biểu cùng các ông bà anh chị em trong gia đình ông Thi là thông gia với ông hôm nay tề tựu về đây, trước hết là kính viếng hương hồn ông, sau là chia buồn cùng gia đình Toan Quyến. Trước khi kính biệt ông, tôi xin đề nghị ông các bà cùng anh em trong đoàn dành một phút mặc niệm ông. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Kính thưa gia đình Tam Quyến, thưa các cụ, các ông, các bà và các hàng hồ đang có mặt dự lễ tang ông Nguyễn Bá Vân. Rất đau buồn khi nghe tin ông 250 về quy ẩn Phủ Tiên. Chúng tôi là những người con, người cháu tề tựu về đây đứng trước linh cữu của ông, châm hương, đốt nến, đặt lễ, cắm vòng hoa, kính viếng hương hồn ông và chia sẻ nỗi đau thương mất mát vô hạn này. Xin phép mọi người đang có mặt ở đây cúi đầu vĩnh biệt ông một phút. Phút mặt miệng bắt đầu. Thôi, chúc ông an đất ngàn thu. Tam Quyến, kính thưa toàn thể nhân dân, nhận được tin buồn ông Nguyễn Bá Vân 250 về quy ẩn tổ tiên, chúng tôi đoàn đại biểu thay mặt các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã Tiêu Đồng, hội đồng quản trị, ban giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tiêu Hà, các ủy, ban công tác mặt trận, các chi hội toàn thể của thôn Tiêu Hà Bắc tập trung về đây. Xin được đặt vòng hoa tươi, thắp nén hương thơm để kính viếng hơn hồn ông. Đoàn đại biểu chúng tôi xin trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến. Trong giờ phút sinh ly tử biệt này, đoàn đại biểu chúng tôi xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Cầu nguyện.
chúng tôi là những người thành viên trong hội đồng Chúa thương xót tại nhà xứ đến đây. Trước hết xin được đặt vòng hoa tươi, thắp nén nhang thơm, kính viếng linh hồn ông và chia buồn cùng toàn thể gia quyến. Xin Thiên Chúa dầu lòng thương xót đón nhận ông sớm được mau chóng trở về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin mọi người hợp một ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lời kinh tiếng hát để cầu nguyện cho ông. Oh,
xuống cất về. Tình cảm gia đình ông Mạc, ông Lan, ông Quý nay đã về nhà viếng thăm. Trân trọng kính mời đại gia đình lên dâng tuần nhang thơm tiễn biệt. Kính viếng hương hồn ông, kính thưa gia đình tang quyến, kính thưa toàn thể nhân dân đang hiện diện nơi gia đình tang quyến. Hôm nay được tin ông 250 về quy ẩn tổ tiên. Đoàn phụ nữ thôn Tiêu Hà Bắc là bạn của chị Mai đến đây trước hết là chia buồn cùng gia đình tang quyến. Trước linh cữu ông chỉ biết đặt vòng hoa tươi, đốt cây nén sáng, thắp nén hương thơm để chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình tang quyến. Đoàn chúng cháu xin dành một phút mạc niệm ông. Phút mạc niệm bắt đầu. Rồi chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn dưỡng dụng con cái tiếp theo đạo lành.
cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ, cha vội ra đi con biết ai cậy nhờ. Giờ phút ngày đây cũng là giờ phút cuối mà thi hài cha còn nằm lại nơi căn nhà ấm cúng này, mà suốt 86 mùa xuân qua, cha cùng mẹ tần tảo sớm hôm nuôi chúng con khôn lớn. Thế mà giờ này đây sinh có hẻ tử bất kỳ, cha thanh thản ra đi, cha để lại cho các con các cháu thừa hưởng kho tàng công vụ ấy. Mà cái cuộc chia ly nào không để lại nỗi nhớ niềm thương, mà cuộc chia ly lần này có đi mà không hẹn ngày trở lại. Phải chăng sự tồn vong của nhân loại mà tạo hóa đã định sẵn, loài người ta biết kháng lại sao đây? Để giờ này đây các con trên đầu nằm chiếu dài khăn tang, mà thương cha chúng con khóc chẳng lên lời. Trước giờ phút sinh ly tử biệt này, anh em chúng con là trai dâu gái rể, cháu chắc đời ngoài cùng nguyện dâng lên nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi đón rước cha về nguyện chồng bình an trên nước trời. Và cha ơi, cánh cò cắm nắng cắm mưa, cha tôi cõng cả một đời vì chúng con trong giờ khắc đau thương này, để tưởng nhớ người cha, người ông, người cụ muôn vàn tình yêu của mình. Chỉ còn ít phút thời gian nữa thôi, chúng con sẽ không còn gặp lại hình bóng cha nữa, cha ơi. Và giờ phút này đây, nhạc phẩm tình cha cùng với các con các cháu kính dâng xin phép được bắt đầu.
Kính thưa bà Phật, thưa gia đình Tam Quyến, thưa toàn thể bà con dân làng Lối Trống có mặt tại nơi đây. Hội Trống hội nhóm chúng tôi được gia đình nhà thờ đâu phục vụ tam mẫu cho ông. Trước tình cảm thiêng liêng này, gia đình mất một người thân, bà con dân làng Lối Trống cũng như chúng tôi mất đi một người trong gia đình. Đây là sự đau thương của gia đình chúng ta. Trước khi ông rời gia đình ra đi về Thái Vinh Hà, tôi xin mặt thay mặt cho chúng của họ xin dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Trước khi từ biệt ông, chúng tôi xin đánh một bài trống kết nhật. Gia đình Tam Quyến cho biết tin buồn cụ thôi.
hội viên hội người cao tuổi Việt Nam và cũng là thành viên vô cùng kính mến của gia đình Tam Quyên. Nay 250 quá cố về cõi vĩnh hằng. Dẫu rằng mọi người chúng ta có mặt ở đây đều biết cát bụi lại trở về cát bụi. Song với tình cảm của con người sống cuộc sống như dương thế này thì cuộc ra đi lần này của cụ Phê Dâu đối với cụ bà cùng gia đình Tam Quyên, đây là một tổn thất vô cùng lớn lao. Đau thương này thật là vô hạn, không gì bù đắp được. Đoàn nhạc kèn chúng tôi đến đây trước hết là để thắp hương kính viếng linh hồn cụ và thành tâm cầu chúc cho linh hồn cụ được Thiên Chúa thương ban đưa về hưởng cõi phúc trường sinh nơi cõi vĩnh hằng. Sau là có lời chia buồn đồng cảm sâu nặng cùng cụ bà và đại gia đình Tam Quyên. Rồi sau đó anh em đoàn nhạc kèn chúng tôi sẽ cùng với gia đình Tam Quyên và toàn thể nhân dân tiễn đưa linh cữu cụ về an nghỉ sau cùng cho trọn tình vẹn nghĩa giữa người ở lại và người mãi mãi đi xa. Cha ơi, cả một đời chưa một lần cha khóc, nước mắt tảo tần đã hóa giọt mồ hôi. Cực khổ thế nào cha cũng cố nuốt trôi, dòng đời xuôi nước mắt cha chảy ngược. Vì chúng con cả một đời cha cực nhọc, che chở đỡ nâng con khôn lớn lên người. Nhưng giờ đây cha đã không còn, thiên đàng hưởng phúc cháu con nguyện cầu. Để mở đầu lễ viếng cụ Phê Dâu hôm nay, đoàn nhạc kèn chúng tôi xin được cử bài nhạc kèn Một Cõi Đi Về. Tiên tổ cụ Vân ơi,
86 năm một cuộc đời cụ chung tay cùng làng xóm, lúc nắng lúc mưa khi gió lạnh đông về, cùng chung sức xây dựng gia đình quê hương ngày một đổi mới giàu đẹp khang trang. Cụ đã vun trồng cây nhân đức để cho đời những trái ngọt hoa thơm. Nhưng đến hôm nay số trời đã định, cụ ra đi để con cháu nhớ thương. Thôi cụ nhé, từ nay đâu còn nữa lúc vui buồn gia đình chia sẻ cùng nhau. Cụ Vân ơi, cụ thanh thản ra đi, cụ ngã xuống còn cụ bà thì gượng đứng cùng cháu con trong bối cảnh xót xa. Thương cho cụ bà khi mỗi buổi chiều tà, căn nhà rộng bóng cụ ông còn đâu nữa. Cụ ra đi chẳng mang được thứ gì, nay tiệc ly cụ giã từ vĩnh biệt. Nhớ những ngày trong cơn đau bệnh nặng, cụ bà thương cụ không chăm sóc chẳng quản chi. Trai gái chăm cụ từng giấc ngủ, dâu rể chăm cụ từng muỗng cháo, đàn cháu thơ nội ngoại quần quanh giường. Phút yêu thương nhìn cháu con lần cuối, vĩnh biệt dân làng cụ hết nợ trần gian. Ôi tình cha sao mà thiêng liêng cao quý quá, như giọt nước mắt muôn đời không hề cạn, như giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi. Đức tình cha muôn thuở như đất trời, vẫn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Người ta nói mẹ hiền cao cả quá, tôi xin thưa chấp nhận ngay từ đầu. Nếu được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Giờ đây đoàn kèn chúng tôi xin được cử bài nhạc kèn Tình Cha để cùng con cháu luôn luôn ghi nhớ chữ cù lao dưỡng dục lo đền đáp. Nghĩa sinh thành xin tạc giả ghi lòng, vì cụ đã cùng cụ bà có công sinh thành dưỡng dục và tạo dựng cho con, cho cháu, cho gia đình hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau. Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, và đã được
lễ tang cử lễ tang trọng thể tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được đi quan về tiêu hóa quê nhà để tiếp tục lễ viếng. Từ lúc khi ông cha về đến quê hương, gia đình chúng tôi được tiếp nhận tiếp đón những tình cảm hết sức quý báu, cho phép tôi được cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xóm Chư Hòa Bắc và các đoàn thể chính trị địa phương, cho phép tôi được thay mặt cho gia đình và ban tang lễ xin chân thành cảm ơn các gia đình thông gia, liên gia, các qua các thế hệ. Tôi cũng xin phép được cảm ơn tất cả các cụ công, các bà, đoàn đội, bạn bè xa gần của ông Pedro Nguyễn Bá Vân, và cũng xin được cảm ơn tất cả bạn bè gần xa của các cháu con cùng vân con ông vân. Và một lần nữa chúng tôi thấy rằng trong giờ phút thinh ly tử biệt này, chúng tôi nghĩ rằng đã được sự thinh thình của các cụ suốt từ sáng sớm đến giờ, là các cụ đã đến động viên thăm hỏi cúng viếng ông Nguyễn Bá Vân, gia đình và người thân của chúng tôi. Trong khi tham gia bối rối, chắc chắn không có điều gì mà thoát khỏi kiên quyết. Mong rằng có sự gì kiên quyết, mong rằng tất cả các cụ không có bà cũng như các bà đội sẽ lượng thứ. Và còn chỉ ít phút nữa thôi thì gia đình cùng các bà đội và dân làng nơi xóm ra và tiễn đưa ông Nguyễn Bá Vân ra nhà thờ để tiếp tục tra sứ làm lễ cho ông. Và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời tất cả các cụ công các bà có mặt ở đây cùng với gia đình chúng tôi tiễn đưa ông Vân ra nơi an nghỉ sau cùng, cho trọn tình vẹn nghĩa với người ở lại và người mãi mãi ra đi.
được sống trên dương gian này hơn 80 năm cuộc đời. Chắc chắn trong kiếp làm người đã có những bất hoàn lũ đuối, đã có những lỗi phạm với Chúa với anh chị em. Chúng ta dâng lên lễ này, xin Chúa thương thanh tẩy tha thứ mọi tội lỗi và ban hạnh phúc trước trời cho ông. Với tâm tình đó, chúng ta cùng nhau xin Chúa thương thanh tẩy và thứ tha mọi tội lỗi của chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Oh.
ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó, Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Thomas nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đi? Đức Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Rồi từng người cũng từ từ tách khỏi cuộc đồng hành
giống như khi ta bước lên chuyến tàu và mỗi người sẽ xuống ở những trạm khác nhau. Ai cũng phải xuống trạm, và trạm cuộc đời cũng thế, không ai có thể bỏ qua cái trạm sau cùng, đấy chính là sự chết. Đứng trước cái chết, có biết bao người khắc khoải đi tìm ý nghĩa của nó. Nhiều người không biết rằng sau khi chết, số mệnh mỗi người sẽ ra sao. Chết có phải là hết không? Nếu không, ta sẽ đi về đâu? Trải dài suy tư mọi thời để tìm giải đáp, con người vẫn còn bị bế tắc trước khẩu hiệu của sự chết. Văn minh khoa học giúp con người nghiên cứu học hỏi về sự sống để giúp gìn giữ sức khỏe, chữa lành những bệnh tật. Nhưng khi con người đã tắt thở thì mọi văn minh đều bỏ tay. Và văn minh khoa học, mọi thuốc người ta gọi như thần tiên cũng không thể làm hồi sinh của con người đã tắt thở, đã lìa khỏi thế. Khoa học hiện đại chỉ có thể trả lời cho vấn đề sự sống, sự chết về khía cạnh thực nghiệm và thể chất. Còn màu nhiệm của sự chết vẫn là một điều bí ẩn trong niềm tin, trong đức tin của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, ai trong chúng ta đang hiện diện ở nơi đây cũng có một chút kinh nghiệm về sự chết hoặc chẳng hạn như sự chết của một tế bào, sự chết của một sợi tóc đổ xuống, sự chết dần chết mòn của trí khôn, quên sót và xác thân hao gầy, đúng sức của cả. Thì khoảng trong các lễ cầu hồn, tôi vẫn kể lại cái câu chuyện nó nhắc nhở ở cuộc đời của chúng ta. Vì câu chuyện này nó mang tính vui vui trong không khí xa thương, nhưng nó lại là đúng. Một cụ già 85 tuổi nói chuyện với một anh thanh niên 35 tuổi. Cụ già bảo cháu năm nay bao nhiêu nhỉ? Anh thanh niên trả lời, năm nay cháu được 35 tuổi đấy cụ ạ. Cụ già trầm ngâm một chút, cụ nói, vậy là cháu đang đi trên một chuyến xe với tốc độ 35 km/h tiến về vực thẳng. Anh thanh niên hỏi lại cụ già, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi thưa cụ? Cụ già nói, ông thì ông đang ở trên chuyến xe đi với tốc độ 85 km/h tiến về vực thẳng. Nói như thế có nghĩa là tuổi càng già thì thời gian chúng ta đi về với tổ tiên càng gần, càng nhanh. Cụ già nói cách ví von đấy là mình đang đi xe với tốc độ 85 km/h để đi ra đường thánh. Nhưng mà nói như thế cũng chưa hết ý, bởi 35, 85 hay là 50 km/h lúc nào cũng có thể về với tổ tiên được. Chúng ta cứ nhìn thấy giao thông, có thể trẻ nhưng mà gặp tai nạn thì vẫn ra được. Hy vọng là nguồn sống của mỗi người chúng ta, kính thưa cộng đoàn, những người thân thuộc trong gia đình, anh chị em, bạn bè, thân nghĩa tạo thành những mối liên hệ gần. Càng gần thì chúng ta càng thân, thân thuộc thì không muốn chia lìa xa cách. Ta chỉ muốn nói lời tạm biệt, chỉ muốn hẹn gặp lại và mong có dịp cùng sum họp. Đâu ai muốn cắt bỏ đoạn tuyệt và nhất là nói được vĩnh biệt. Vĩnh biệt như một bước cùng thẫm, người thân đi ra, đã ra đi và ra đi mãi mãi. Kể từ đây ta không gặp nhau, thấy nhau hay chuyện trò với nhau được nữa. Như thế gần như là chấm hết rồi. Thưa cộng đoàn, biết là không sớm thì buồn, ai ai cũng phải ra đi. Nhưng có những người ra đi để lại muôn ngàn nhớ thương, có những người ra đi gây sự sầu héo đơn côi xáo lạnh và khéo con cho những người còn lại. Sự ra đi đơn côi làm cho nhiều người lo lắng sợ hãi, nhưng trong niềm tin của chúng ta, những người đi
ta tin tưởng rằng chết không phải là hết. Chết chỉ là qua đời, chết là ra đi vào một thế giới khác, chết là về với cộng đồng các thánh, chết là sự tách biệt giữa linh hồn và thể xác. Mỗi người bước vào đời một mình và rồi cũng sẽ ra đi một mình. Cuộc ra đi rất xa không ngày trở lại, chết là ra đi về nhà cha. Muốn được hạnh phúc vĩnh cửu phải bước qua cửa ngõ của sự chết. Nói chung, tôi và quý phụ ông bà anh chị em đang hiện diện nơi đây, cách nào đó ai cũng sợ chết. Cho dù chúng ta tin rằng có chết mới được lên thiên đàng, nhưng hình như chẳng ai muốn chết sớm. Yêu mến thiên đàng là thế, nhưng mà chúng ta cũng còn muốn sống ở trong cuộc đời này, sống ở trên dương gian này. Tôi cầu toàn, mỗi lần đi cầu nguyện ở vùng thánh, mỗi lần chúng ta tới nhà tang để hiến xác, chúng ta nhìn thấy thi hài không hồn nào đó lạnh lẽo, của cải trần gian lúc này trở thành vô nghĩa. Tình đời con chen xuôi ngược, giờ đây chỉ còn hai bằng hai trắng bảy cong. Sau những ngày thân xác sẽ tiêu tan, trở về với cát bụi. Người ra đi là đi vào giấc ngủ ngàn thu, họ không còn vấn vương của bụi trần. Họ vào bờ với hai bàn tay trắng, thì họ cũng ra đi với hai bàn trắng tay. Họ không thể mang theo những là vật chất, là danh vọng, là quyền chức của cuộc đời này. Người chết ra đi vĩnh biệt, những người còn sống thì vẫn tiếp tục sống những tháng ngày thăng trầm. Ta biết rằng dù có mặt của chúng ta hay không, thì cuộc đời này vẫn có, vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ tiếp diễn. Mặt trời vẫn cứ lên mỗi buổi sáng và lặn xuống khi chiều về. Xã hội môi trường chung quanh không có chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Trong niềm tin Kitô giáo, chúng ta được sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Dù sống hay chết, ta đều thuộc về Chúa. Chúa tạo dựng con người có hồn, có xác giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúa ban cho con người có tình yêu liên đới, để con người được sống trong tình yêu, để rồi được chết trong tình yêu. Chỉ đứng làm chủ sự sống đã hiến mình trên thập giá, để diệt trừ sự chết. Sự chết không còn được làm chủ người nữa. Như hạt lúa mình bị chôn vùi hư nát, rồi mới sinh vô cảm. Tình thương một đoạn đó là niềm hy vọng trong đức tin của chúng ta. Đối diện với sự chết như thế, chúng ta sẽ không còn sợ hãi nữa, không còn quá sợ hãi. Sự chết là cửa dẫn ta vào sự sống đời đời. Ta đã có Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài sẽ dẫn chúng ta về quê trời, như chính Ngài vừa nói với chúng ta trong bài tin mừng. Anh em hãy vững tin, đừng xao xuyến. Trong nhà cha có nhiều chỗ ở. Thầy đi là thầy để dọn chỗ cho anh em, rồi thầy sẽ quay lại đón anh em về cùng thầy. Thưa của ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho ông Phêrô. Đây cũng là dịp để chúng ta suy nghĩ về chính cuộc đời của mình, cầu nguyện cho người đã qua đời, là ta cũng đang cầu nguyện cho chính chúng ta. Rồi một ngày nào đó ta cũng sẽ tới cùng đích của cuộc đời mình, giống như ông An Phêrô. Ngày đó đến bất chợt, như chớp sáng lẻ từ chân trời này đến chân trời kia. Ta không biết chính xác ngày giờ, ngày nào ta về với Chúa. Vậy nên cái tốt nhất là ta luôn trong tư thế chuẩn bị dầu đèn sẵn sàng, như những cô chi nữ khôn ngoan, như những người sống trong sự tỉnh thức. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, và sẽ là ngày vui mừng họp mặt. Niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh là nguồn hy vọng duy nhất của cuộc tu hành trần thế này. Chúa Kitô là Chúa của sự sống, nước của Chúa là nước của kẻ sống. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong nước của Chúa, nơi đó sẽ không còn khóc lóc, than vãn, sợ hãi, đau khổ hay chia ly.
nước Chúa là nơi sum họp trong an vui hạnh phúc. Nơi đó người ta không còn nói với nhau từ vĩnh biệt mà là nói lên từ yêu thương nhất. Được gì khi chúng ta vẫn còn từ nước mắt thương nhớ được qua đời, chúng ta hãy sống yêu mến, chúng ta hãy sống yêu thương, nâng đỡ nhau để có thể có cảnh đoàn tụ với ông Phêrô ở trên nước thiên đàng. Cư sĩ Thiên Vật, anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng thần cầu Thiên Chúa là Cha chúng ta ban ơn cứu độ cho những người còn sống cũng như đã qua đời. Chính Ngài đã cho Đức Kitô con Ngài được phục sinh từ cõi chết. Xin cho ông Phêrô qua bí tích rửa tội đã nhận được cả đống chỗ sinh, sự sống đời đời, được mãi mãi sum họp với các thánh của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Thank you.
Thank you.
ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống là như người. Xin Chúa cùng nhờ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân phòng quyến thuộc chúng con đã đi chừng trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thời được vào ở em sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Du Xe và Tham Lan Đức Trinh Nữ, các anh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh từ và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha của hằng năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin Chúa
gắn bí tích của con một Chúa đã phục sinh trong vinh quang sau khi hiến tế chính mình vì chúng con. Chúng con thật hoàn này xin Chúa cho tôi cơ Chúa là ông Phêrô khi đã được tẩy sạch nhờ các mầu nhiệm vượt qua sẽ được vinh hiển nhờ ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người anh em chúng ta đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Ta hãy có thương người anh em dạy cho lòng thương xót thầy thân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây vào lời cầu nguyện. Thầy người anh em này nhờ biết ích cờ tội đã trở nên nghĩa lực của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn việc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dù tiệm dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh được phần gia nghiệp vô đời Chúa thứ ba. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang tan hoang khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em thầy ra đón tặng Chúa Kitô, khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Vì các thánh của Chúa xin hãy đến kêu giúp đầy các thiên thần Chúa. Tôi tớ Chúa đã chết ở đời này thì được sống cho Chúa.
Xin Chúa lấy lòng từ ái xót thương tẩy xóa các tội tôi thứ Chúa đã phạm vì thân phận nhân loại yếu hèn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin Thánh Thiên Thần dẫn đưa ông vào thiên đàng và khi tới nơi, xin các thánh tử đạo đón tiếp ông và hướng dẫn ông vào thành thánh Giêsu Sa Đen. Xin Thánh Thiên Thần dẫn đưa chất trên bờ vai gầy, nhiều lần cuộc đời bao đêm cha không yên giấc, nghĩ về ngày mai có gì để cho đời con, bao nước mắt rơi cho con êm ấm cuộc đời, năm tháng vẫn trôi nhưng tình cha mãi không đổi rời, nuôi con thành người không ngại bao nhiêu gian khó, mặc bao đắng cay cha vui dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba, cao quý tình cha thanh cao mây trời, con có tình cha đời con hạnh phúc. Cuộc đời còn gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người, ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi. Một đời đi qua cha không tiếc nuối, nghĩ về đàn con có còn ước mong gì hơn, con mãi nhớ cha luôn khuyên con biết sống làm người, con mãi nhớ cha, cha vì con lắng lo suốt đời, nay con thành người biết làm chi đây báo đáp, nguyện luôn khắc ghi ơn cha dẫn con vào đời. Thầm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba,
cao quý tình cha, thanh cao mây trời, con có tình cha, đời con hạnh phúc. Cuộc đời còn gì con không tình thương cha, tình nghĩa còn chi con phụ công ơn người, ơn cha một đời con luôn ghi nhận, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha ơi, niềm vui cuộc đời con gọi tiếng cha. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Lạy Chúa, Chúa đã lần phạt con người lỗi lầm.
Chúa bằng cách án xử thích đáng. Chúa cũng tỏ cho con người biết là con người lại được sống nhờ việc sống mới và sự sống lại trong ngày sau hết. Chúa đã cho Abraham tổ phụ chúng con phần mộ nơi đất hứa, đã soi sáng cho ông Uzia người công chính chuẩn bị việc đá để giáng sát con Chúa. Vậy với lòng thống hối và lời cầu nguyện, chúng con lại xin Chúa nên từ bái nhìn và ban phúc cho việc vụ này đã được chuẩn bị để chôn cất tôi tớ Chúa, để khi thân xác tôi tớ Chúa yên nghỉ nơi đây thì linh hồn tôi tớ Chúa đưa về thiên đàng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi anh em chúng con ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người anh em trong lòng đất để thân xác ấy trở về nơi mình xuất phát ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên từ cõi chết sống lại. Người đã tán tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của người. Vậy chúng ta xin có dâng người anh em của chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài và cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ không chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Na-ra-dô chết vì, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người anh em của chúng con đây được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thống hối, xin thương người anh em của chúng con đây về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người anh chị em chúng con thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhờ việc sức dầu thánh, xin thương nhận người anh em của chúng con vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em của chúng con trong kiệp thánh mình và máu Chúa, xin thương nhận người anh em của chúng con đây và bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ người anh em của chúng con, xin Chúa thương nâng đỡ chúng con và được an ủi trong đức tin và vững vàng trong cảnh được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên muôn đời. Xin và Chúa ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Phêrô. Xin vinh điển người thân hạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Mà bây giờ thì xin xót thương người sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Bỗng nghe dại khờ vỗ về tuổi thơ.